Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do không khí lạnh suy yếu nên tại các tỉnh thành Bắc Bộ tuy vẫn còn rét đậm vài nơi nhưng mức nhiệt thấp nhất cho đêm nay đã tăng lên ngưỡng từ 10 đến 13 độ. Chỉ có một vài nơi ở vùng núi cao là thấp hơn. Cần lưu ý là vào lúc đêm và sáng sớm sẽ có sương mù nhẹ rải rác, phần nào làm giảm tầm nhìn. Sang ngày mai thì khu vực này sẽ có nắng nhiều hơn, giúp cho nền nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ở mức là 18 đến 21 độ, có nơi cao hơn. Lùi xuống khu vực Trung Bộ, tại đây vẫn trong quá trình giảm mưa, ngày nắng và nền nhiệt độ cũng có xu hướng tăng nhẹ. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời vẫn ở ngưỡng rét nhưng cũng nhích lên ở mức là 10 đến 24 độ, có nơi còn cao hơn. Các tỉnh Đà Nẵng đến khu vực Phú Yên thì trời lạnh về đêm và sáng cùng nền nhiệt độ là từ 15 đến 25 độ. Phần còn lại thuộc về khu vực Khánh Hòa đến khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ là 20 đến 29 độ. Sang ở phía Nam, cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn phổ biến không mưa, ngày nắng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh nên mức nhiệt về đêm tại cả hai khu vực này giảm khá sâu. Tại Tây Nguyên chỉ còn ở mức là từ 11 đến 25 độ, trời rét về đêm và sáng. Còn tại khu vực Nam Bộ là 20 đến 31 độ, trời se lạnh vào lúc đêm và sáng sớm. Đến với Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Còn tại khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km và giảm xuống ở mức là 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây vào đêm sẽ là cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đến đây chúng tôi sẽ được kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Và tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền, khu vực phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ, khu Tây Bắc có nơi cao hơn. Khu vực phía Đông Bắc Bộ ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, không mưa, ngày nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi giật cấp 6, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, phía Nam từ 26 đến 29 độ. Tây Nguyên, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, chiều đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Hà Nội ít mây, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình, khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp và huyện Yên Mô, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ. Tin thủy văn, thủy triều cao, mực nước trên các sông thấp dao động theo thủy triều. Trên sông đáy tại Ninh Bình, mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,3 đến dưới 0,1 m, xuất hiện từ 23 giờ ngày 14 đến 2 giờ ngày 15. Mực nước cao nhất ở mức 0,9 đến 1,1 m, xuất hiện từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 15. Tại Như Tân, mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,95 đến dưới 0,75 m, xuất hiện từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 14. Mực nước cao nhất ở mức 1,45 đến 1,65 m, xuất hiện từ 5 giờ đến 8 giờ ngày 15. Độ mặn cao nhất ở mức 17 đến 19 phần nghìn.